Ừ, nãy Ok. ok rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nói về Feature Store Overview trước. Thì trong một hệ thống Machine Learning thì các quy trình liên quan tới features mà mình thường thấy như là đầu tiên thì mình phải collect data này, xong rồi định nghĩa features này. Xong đó là từ các cái feature đấy mình phải tạo ra bộ training data, xong rồi train models sử dụng model đấy đem đi prediction, xong rồi cái phần feature cũng phải dùng lại một số model cần phải dùng lại features để phục vụ cho phần inference, và đồng thời mình cũng phải monitor những cái features đấy nữa để đảm bảo là data ở production không bị gọi là lệch sai khác quá nhiều so với data ở bước training. Một chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này. Thì cái feature store nó sẽ hỗ trợ mình trong tất cả những cái bước mà mình vừa liệt kê như thế. Thì feature store được sinh ra như là một loại cơ sở hạ tầng về data dành riêng cho machine learning, với mục đích là làm cho quá trình đưa model ra production nhanh và hiệu quả hơn bằng cách giải quyết các vấn đề như là tạo ra feature mới, quản lý và lưu trữ chúng nhanh và dễ hơn, tự động quá trình tính toán features, thực hiện một số kỹ thuật nâng cao như là backfills, một chút nữa mình sẽ giải thích, rồi chia sẻ features giữa các teams để tái sử dụng cho nhiều models. Và feature store cũng hỗ trợ theo dõi phiên bản của các features, bởi vì như mình đã biết thì data versioning hay là feature versioning là một vấn đề ở trong trong quá trình phát triển models trong bất kỳ một cái machine learning system nào. Hay là feature store cũng hỗ trợ mình sẽ quản lý xem feature nào được tạo ra bởi ai, dùng để sinh ra features nào khác, hay là dùng cho model nào, metadata là gì. Nó cũng đảm bảo là features lúc training và lúc serve là nhất quán. Theo dõi, nó cũng theo dõi các tính chất thống kê của features ở production để phát hiện ra data drift là phần monitoring ạ. Thì mình vừa nói ra rất nhiều chức năng của feature store, thế nhưng mà không không phải feature store nào cũng đáp ứng được tất cả các chức năng đấy. Nó là trường hợp lý tưởng thôi. Bây giờ mình đang đi tìm hiểu cái trường hợp lý tưởng của feature store trước. Thì tóm lại là feature store là một hệ thống data dành riêng cho machine learning, cho phép chúng ta tạo ra, lưu trữ, quản lý, chia sẻ các features từ các nguồn data để phục vụ cho quá trình training và serving trong một hệ thống machine learning. Bạn có thể hiểu là feature store là interface giữa model và data. Và đó là định nghĩa về feature store, định nghĩa ngắn gọn thôi. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các thành phần chính và cấu trúc nên một feature store. Ok, thì có 5 thành phần chính của một feature store, đó là serving, storage, transform, monitoring và registry. Như các bạn thấy thì ở bên trái này là đầu vào feature store và bên phải là đầu ra, tức là mục đích sử dụng feature store, dùng cho serving, training. Ở phần serving thì feature store cung cấp features cho các model khi chạy inference. Định nghĩa features khi train model thì phải giống hệt với features được dùng trong bước inference. Nghe thì nó có vẻ là hiển nhiên, thế nhưng mà trong quá trình mình xây dựng, mình lấy ra data để train model, thế xong rồi cái code mà mình dùng á, nhiều khi lại phải viết lại để lấy ra feature lúc mà chạy prediction. Thế là hai cái code đấy giả sử mà bị duplicated chẳng hạn, bị viết lại, thì cái việc xảy ra sai sót do engineer phải maintain, phải
duy trì hai phiên bản của code là rất thường thấy. Thế nên là nó mới sinh ra feature store này để nó đảm bảo cái việc là features khi train và khi serve thì giống nhau. Đây là một ví dụ của các ví dụ của việc mình các cái feature store hiện nay thường lấy ra data như thế nào. Ví dụ như là khi training data, khi train model thì mình muốn lấy ra các cái data, mình muốn lấy ra rất nhiều data ở trong quá khứ, nhiều hàng ở một thời điểm xác định, thì mình sẽ lấy ra kiểu dạng như thế này. Mình sẽ lấy ra bằng cách là chỉ ra tên của các features này và ok, chỉ cần hiểu là như thế thôi. Thế xong rồi feature store sẽ giúp mình lấy ra một loạt các cái hàng của các feature này. Thì đó là training data. Thế còn data mà để cho inference thì mình chỉ muốn lấy ra hàng hàng duy nhất thôi, một hàng duy nhất của features được chỉ định với các cái giá trị là các giá trị mới nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì thường là khi inference thì mình thường chỉ dùng data ở thời điểm mới nhất thôi. Và hai cái này thì nó khác, nó có tại sao lại phải chia ra như thế này, tại sao không dùng một cái Python SDK này chẳng hạn để lấy ra features mới nhất thôi, là bởi vì khi mà mình chạy online inference, cái độ trễ của cái người dùng gọi đến, họ không muốn đợi lâu đúng không, thì mình muốn cái độ trễ của việc query cái features này là nó phải nhanh. Bởi vì như các bạn thấy thì bây giờ là data, cứ nhắc đến data là mọi người ngầm hiểu là big data luôn. Data được lưu trữ trong trong những cái data lake và data warehouse là database cực kỳ lớn như thế, mà mỗi lần nó query, mà kể cả độ phức tạp là log n đi chăng nữa thì cũng rất là lâu, rất là lâu. Thế nên là nó phải sử dụng công nghệ lưu trữ để tối ưu cho quá trình lấy ra data, giảm độ trễ. Trong phần tiếp theo, bây giờ mình sẽ nói cụ thể là cái công nghệ đấy là cái gì. Component tiếp theo của feature store đó là storage. Thì feature store lưu trữ features cho mục đích training và inference ở hai nơi khác nhau, và hai nơi này sẽ tối ưu cho quá trình lấy ra data. Cụ thể là training data thì như mình nói vừa nói là thường là rất lớn và được lưu trữ nhiều tháng, nhiều năm. Được lưu tại ví dụ như là S3 này, BigQuery này, Snowflake hay là Redshift chẳng hạn. Thế còn inference data thì thường được phục vụ cho online serving, thường chỉ lưu trữ các giá trị mới nhất thôi, và nó đòi hỏi độ trễ của việc truy xuất features là phải nhỏ. Và vì thế nên là cái công nghệ database mà chúng ta thường dùng đó là in-memory database, tức là các database mà nó lưu data ở trên RAM luôn. Ví dụ như là Redis, DynamoDB hay là Cassandra. KV store là key value store, là kiểu lưu trữ ví dụ Redis, các cái loại store database như thế này thì mọi người cho những bạn nào chưa biết thì nó là database cho unstructured data, nó lưu key value giống như là dictionary ở trong Python. Thế còn offline storage thì các bạn cứ hiểu nó là ví dụ như MySQL thôi. Đơn giản là các cái relational database. Ok, tiếp theo là đến component transformation. Thì features thường cần phải, data thường cần phải đi qua một loạt các bước biến đổi từ các nguồn data, sau đó rồi mới biến được thành features. Thì transformation component trong feature store lưu trữ cả việc quản lý các cái code để biến đổi này. Feature store thường quản lý ba loại biến đổi chính, đó là batch transform, streaming transform và on demand transform. Ví dụ về on demand transform như là ví dụ như ở bước inference chẳng hạn, thì feature store sẽ tính toán các cái feature được yêu cầu từ request
mà user gửi tới, ví dụ như là biến đổi IP của thiết bị của user thành vị trí địa lý tương ứng. Thế còn bước biến đổi data từ các nguồn streaming và batch thì cần sử dụng các công cụ biến đổi, các tool biến đổi và các bước biến đổi khác nhau. Ví dụ như là với batch transformation thì chúng ta thường dùng Spark, còn với streaming data thì mọi người thường dùng Flink. Flink cũng hỗ trợ batch transformation. Nhưng mà Spark thì thường nó nhiều người biết đến bởi vì nó có trước. Mình nhớ không nhầm là như thế. Ok, thì Feature Store, tóm lại là Feature Store giúp chúng ta quản lý code trong các bước biến đổi để sử dụng trong cả lúc sinh ra training data và serve data, tránh việc viết lại code và gây ra các lỗi về tính nhất quán của features trong lúc train và lúc serve. Component tiếp theo là monitoring. Thì lỗi về data trong các hệ thống machine learning thì lỗi về data thường là lỗi thường gặp. Feature Store thì giúp chúng ta tính toán này, giám sát và cảnh báo các lỗi về các đặc trưng thống kê của các features ở training và ở inference, xem là có xảy ra data drift không, feature drift không. Ngoài ra thì Feature Store cũng theo dõi các thông số liên quan tới bản thân nó, bởi vì bản thân nó cũng là một service này, một system, một software system, thì nó cũng phải theo dõi xem là mức độ truy xuất của một feature như thế nào, độ ổn định của những lần truy xuất đấy, tức là tỷ lệ lỗi sinh khi mà biến đổi features. Tức là khi mình chạy các cái transformation để mình biến đổi feature, chắc chắn là sẽ có lỗi xảy ra. Ví dụ data structure bị thay đổi. Rồi cũng phải theo dõi cả độ trễ khi truy vấn features, và cũng phải theo dõi xem feature đang được dùng với model nào, vân vân. Tại sao phải theo dõi xem là feature đang được dùng với model nào? Thứ nhất là để phục vụ cho mục đích là nắm được là feature nào đang dùng nhiều hay dùng ít, để cho ví dụ các bác data engineer hoặc là các bác infrastructure engineer, người mà maintain feature store này làm thế nào đó để lại tối ưu hóa cho những cái feature mà được dùng nhiều để nó lại còn truy xuất nhanh hơn nữa, hay là chia nhỏ nó ra làm thế nào đó nó truy xuất nhanh hơn. Ok, về component tiếp theo đó là về gọi là registry component. Thì feature registry thì sẽ chứa các thông tin là về định nghĩa các features, metadata của các features và phiên bản features. Định nghĩa các, ngoài ra nó cũng sẽ định nghĩa các nhóm features được sử dụng cho một model. Nhiều tool thì gọi là feature group, nhiều tool thì gọi là feature view, nhiều tool thì gọi là feature table. Nhưng mà nhìn chung thì đều là định nghĩa một nhóm các feature được sử dụng cho một model. Bởi vì mình không muốn là mỗi khi mình train model hay mình serve model mình lại định nghĩa lại. Hay là mình cứ phải lưu lại cái danh sách của các feature mà mình dùng cho model. Trong code cứ qua hết chỗ này chỗ khác mà mình sẽ nhờ feature store lưu lại cái định nghĩa của nhóm các feature đấy để tiện sử dụng, tái sử dụng. Rồi registry cũng sẽ lưu ai là người quản lý feature, ai được quyền truy cập feature. Feature registry cũng sẽ lưu xem là mỗi feature được tạo ra từ feature nào, sử dụng transformation nào, và sẽ tạo ra feature nào hay sử dụng cho model nào. Cái này một chút nữa mình sẽ nói lại, nó có một khái niệm cho cái này, cho việc quản lý các cái quan hệ giữa các feature đấy. Như vậy thì mình vừa tìm hiểu về 5 components chính của một feature store.
Để hiểu kỹ hơn thì mọi người có thể tìm đọc thêm ở blog mà mình để link ở cuối bài. Đó là về What is a Future Store của Fish luôn. Ok, tiếp tục. Phần tiếp theo là về Feature Store Hierarchy of Needs, tức là tháp tháp nhu cầu của Feature Store. Thì thông qua năm cái components vừa rồi thì mình biết được là Feature Store có thể hỗ trợ quá trình phát triển model. Tuy nhiên thì với một đống các chức năng như vậy thì nhiều cá nhân và tổ chức khi tiếp cận Feature Store bị cảm thấy choáng ngợp và không biết nên bắt đầu xây dựng các chức năng nào trước, ứng dụng các chức năng nào trước. Họ cảm thấy chức năng nào cũng cần, cũng cũng rất là lung linh. Và điều này thì không chỉ xảy ra với Feature Store mà cũng bất kỳ một cái concept hay là với một công nghệ mới nào. Tháp nhu cầu của Maslow là một lý thuyết động lực trong tâm lý học và nó gợi ý rằng mình có năm bậc nhu cầu của con người và thường được thể hiện dưới dạng các cấp bậc trong một kim tự tháp. Thì Feature Store cũng như vậy. Những nhu cầu lớn nhất và cơ bản nhất thì thường là thì ở tầng đáy thì phải được thỏa mãn trước khi hướng tới những nhu cầu mức cao hơn. Một số như các bạn thấy ở đây thì Feature Store cũng có thể được tổ chức theo tháp nhu cầu như vậy. Một số nhu cầu cấp thiết hơn những nhu cầu khác thì phải được đáp ứng trước. Ví dụ ở tầng đáy thì là nhu cầu về về khả năng truy cập vào thông tin của data và features, tính minh bạch và lineage. Lineage viết như này, mình tạm dịch là quan hệ huyết thống của features. Tính minh bạch thì cho phép xem code được dùng để tạo ra các feature, tức là xem code để viết các cái transformation để tạo ra features. Tại sao mình lại cần phải xem code? Bởi vì thường với các engineer mình khi mà mình đi dùng feature, cái mô tả của feature là không đủ để hiểu về feature, xem feature đấy được tạo ra từ đâu, tạo ra như thế nào và được dùng cho cái gì. Mà nhiều khi mình phải nhìn vào code. Nhìn vào code thậm chí còn nhanh hơn là đọc description. Đó là về tính minh bạch. Còn quan hệ huyết thống, feature lineage là cho phép theo dõi các nguồn data hay feature nào được dùng để tạo ra một feature, được tạo ra từ đâu, được tạo ra cho feature nào và được dùng cho model nào. Thì điều này phục vụ cho việc tìm kiếm, chia sẻ và tái sử dụng các features dễ dàng hơn, giảm các công việc lặp đi lặp lại. Các bạn tưởng tượng là bây giờ mà mình có quan hệ của tất cả các feature với nhau và định nghĩa về các feature đầy đủ như vậy thì mình có thể xây dựng một cái service gọi là feature discovery. Nó sẽ giúp mình trong một tổ chức ai cũng có thể vào đó và tìm kiếm xem là feature nào nằm ở đâu, dùng để làm gì, thế là tái sử dụng và promote, đẩy mạnh cái quá trình tìm kiếm data, sử dụng data, giúp, tức là kích thích các bác data analyst hay là data scientist khám phá ra nhiều feature mới hơn để improve, cải thiện cái model tốt hơn. Tầng tiếp theo là về nhu cầu về serving, tức là nhu cầu sử dụng các cái features trong production, thường là ở thông lượng cao và độ trễ thấp. Thì tầng này cũng bao gồm nhu cầu về việc biến đổi feature ở thời gian thực. Ok, tầng tiếp theo là nhu cầu về tính toàn vẹn, integrity. Tức là ở trong tầng này thì một nhu cầu phổ biến là đảm bảo tính nhất quán giữa các feature trong quá trình train và quá trình inference. Như mọi người thấy là ở trước đó mình có nói rất nhiều về cái tính nhất quán giữa feature trong lúc train và lúc serve. Nghe thì như kiểu là mình muốn nhấn mạnh rằng là nó là rất cần thiết, đúng không? Nhưng mà nó ở tầng thứ ba này nó không phải là nhu cầu quá dành cho tất cả mọi người.
Và một nhu cầu phổ biến khác ở trong tầng này là khả năng time travel, tức là đảm bảo features trong quá khứ được sử dụng trong quá trình train model và evaluate model, là được lấy ra đúng, không bị rò rỉ data, tức là data leakage. Ở tầng tiếp theo đó là về tính tiện lợi, thì feature store cần phải dễ sử dụng để làm gì? Để user, người dùng, data scientist chẳng hạn nhận ra được lợi ích to lớn mà feature store mang lại để tiếp tục sử dụng. Ví dụ như là API phải đơn giản này, khả năng tương tác trực quan để phát triển và debug nhanh. Và tầng cuối cùng thì mình có nhu cầu về tự động hóa, autopilot. Đây là những nhu cầu để tự động hóa các cái công việc lặp đi lặp lại dễ xảy ra sai sót, như là khả năng backfill features, monitoring và cảnh báo các đặc tính thống kê của features. Như vừa rồi mình có nhắc đến là monitoring là một component ở trong feature store. Nhưng mà đó, nó lại là tầng cuối cùng. Tức là không phải tất cả các teams đều đều yêu cầu tất cả các cái nhu cầu trong tháp nhu cầu này. Hầu hết các team thì đã có thể hưởng lợi rất là lớn từ việc đáp ứng ở ba tầng đầu tiên rồi. Và mức độ của mỗi nhu cầu của mỗi team cũng khác nhau. Ví dụ như các teams mà ít dùng online serving thì có thể có nhu cầu về serving ít khắt khe hơn so với các team có nhu cầu chỉ làm batch serving thôi chẳng hạn. Ok, đó là kết thúc của phần đó là phần tháp nhu cầu về các chức năng của Feature Store. Phần tiếp theo đó là bảng so sánh về các Feature Store ở trong trên thị trường thời điểm hiện tại. Mình sẽ so sánh về SageMaker Feature Store, Vertex AI, SageMaker của AWS, Vertex AI của Google Cloud Platform, Tecton, Fizz, Hopsworks. Ok, chắc là để mình share cái link này với các bạn nào luôn, để ai mà cần xem cái slide này thì click vào đây và xem được luôn cái link. Ok, đó là link về slide và các bạn có thể ấn vào thẳng luôn để xem được link này luôn. Đây là cái bảng mà mình so sánh về các cái công nghệ Feature Store hiện tại. Mình có sánh về là các tính năng chính này. Ví dụ như là Feature Store có online store không, offline store không, có support feature registry, search, time travel không, rồi các cái khả năng tính toán trên features và một số khả năng tích hợp với các tool, các công nghệ khác, Spark, Python, Spark SQL, Spark Streaming. Ok, rồi data injection có support batch, data source không, streaming data source, feature storage, các tính năng khác, feature lineage, auto backfill này, feature statistic monitoring này, UI, rồi governance có support các loại governance nào, đăng nhập nào, LDAPS, AML, các loại data formats và môi trường mà feature store đó có thể deploy được, có thể triển khai được. Ví dụ như SageMaker chẳng hạn thì chỉ được deploy trên AWS thôi. Vertex AI chỉ trên Google Cloud Platform thôi. Tecton thì hiện tại đang chỉ trên được AWS. Fizz đây. Fizz thì nhìn có vẻ khá là ít tính năng. Một chút nữa mình sẽ nói về Fizz. Hopsworks thì là một cái feature store mà nó bớt nổi tiếng hơn những cái còn lại, nhưng mà nhìn có vẻ như là nó support nhiều nhất các loại chức năng.
bởi vì cái bảng so sánh này được tài trợ bởi Hopworks. Các bạn cân nhắc về mức độ khách quan của nó. Mình có để link tới cái nguồn dẫn chứng đến các cái đến đến các cái tính năng này ở cuối của cái slide. Ngoài ra thì mình cũng tự viết ra, tự đánh giá xem là điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cái feature store này gì. Cái này chung chung thôi, nhưng mà nó sẽ cho các bạn biết là nó sử dụng có tiện hay không, và khó khăn là những cái gì. Ok, thì mình sẽ để mọi người tự xem bảng này ở nhà. Đây, mình đi vào phần tiếp theo. Đó là thế. Tóm lại là mình có cần Feature Store không? Thì Feature Store là một công nghệ mà giống như bao công nghệ khác, không phải ai cũng cần. Ví dụ khi tất cả các feature được tính toán ở phía server này, hay được tính toán theo cùng một cách, thì mình có thể viết một hàm ở phía server và để tính feature là xong, không cần ở dưới feature store làm gì. Chẳng hạn như thế. Tất nhiên là cũng đây là cũng cái lập luận này đã đặt ra một số giả sử rồi. Ví dụ khác như là khi feature của bạn đều nằm hết trong data warehouse rồi chẳng hạn, hay là không phụ thuộc vào thời gian, tức là không cần phải lấy ra thời một feature một một row ở trong quá khứ chẳng hạn, giống như là ảnh ở trong phần lớn các bài toán với computer vision, thì khả năng cao là mình không cần đến feature store. Bởi vì để xây dựng được một feature store thì tốn rất nhiều công sức, mình cần phải cân nhắc giữa cái công sức mình bỏ ra và lợi ích nó mang lại. Ví dụ khác như là khi mà mình cần lấy ra một số lượng khách, số lượng mà khách user truy cập vào trang web trong 1 tiếng vừa rồi, hoặc chuyến xe của một tài xế trong 1 tiếng vừa rồi, thì nghe có vẻ như là rõ ràng mình cần cần đến feature store đúng không? Nhưng mà các feature này thì khá là đơn giản, và ở chỗ là nó chỉ cần được tính toán qua một cái streaming pipeline đơn giản thôi là đã có thể lấy được rồi. Vì thế các cái giá trị này có thể được lưu trực tiếp vào trong data warehouse, tức là các cái database, structure database, relational database, để lấy ra dễ dàng cho việc training mà không cần tới feature store. Tức là mình cũng phải cân nhắc một số thứ khác nữa rồi nha, không phải luôn luôn như vậy. Thế thì mình có một cái decision tree. Thì decision tree này không phải để quyết định xem là team của bạn có cần dùng feature store không, mà là để quyết định xem là bạn có cần feature store cho model của bạn không. Ví dụ như là feature đấy có được tính ở phía server hoàn toàn không? Có. Thì model của mình có yêu cầu các feature phải được tính theo các cách khác nhau không? Có. Thì mình dùng feature store. Tại sao? Bởi vì nếu mình có các cách tính toán cho các feature khác nhau ấy, thì khả năng cao là mình sẽ có rất nhiều các cách tính toán. Và khả năng cao nữa là mình sẽ phải share cái cách tính toán đấy với, tức là share feature đấy với các model khác. Rồi nếu mà feature mà có tính toán có bị tốn tài nguyên không, bị đắt không? Nếu có thì lại hỏi tiếp nếu feature đấy được dùng bởi nhiều model hay không. Nếu dùng bởi nhiều model tức là phải share thì nên dùng feature store. Còn nếu mà feature đấy mà nó rất là đắt để tính, mất thời gian, mất resource, nhưng mà lại chỉ dùng một lần, thì mình dùng transformation, dùng pipeline, như là cái ví dụ vừa rồi. Đó, ví dụ như vậy, các bạn có thể xem xét cái decision tree này. Mình cũng để link ở cuối cuối slide, link đến cái bài phân tích về feature store, xem là mình có thực sự cần feature store không. Ok. Phần cuối cùng đó là feature store ở trong MLOps CrashCode. Thì fish trong feature trong MLOps CrashCode thì mình dùng fish. Thì fish là một lựa chọn tốt nếu như mà mình team bạn đã có các quy trình về biến đổi features, tức là phần transform này, nhưng cần một nơi lưu trữ này và phân phối để sử dụng feature trong production, tức là fish không có transform và không có monitoring.
Trong khóa học MLOps Crash Course thì mình sử dụng Airflow để thay thế cho phần cho cái transform component. Và mình sẽ trong khóa học sẽ hướng dẫn mọi người cách tự thiết kế monitoring service để thay thế cho monitoring component. Sử dụng Evidently AI này, Prometheus và Grafana. Đây là data flow của feature store trong MLOps Crash Course. Thì đầu tiên data sẽ đi qua transform component được xây dựng trên Airflow pipeline và được ingest vào offline store. Training data thì sẽ được lấy ra từ offline store để train model. Các features ở thời điểm mới nhất thì sẽ được lưu vào online store để phục vụ cho online inference với độ trễ thấp, sử dụng Redis. Trong khóa học MLOps Crash Course thì các bạn cũng sẽ học cách kết nối streaming pipeline từ data source là Kafka với feature store. Thì trong bài triển khai monitoring service, các bạn sẽ được hướng dẫn từ bước thiết kế service, làm thế nào để kiểm thử service, cho tới bước code và triển khai service như thế nào. Ở trong khóa học MLOps Crash Course, bài monitoring service. Thì đây là một số hình ảnh ví dụ sau khi mà mình triển khai monitoring service. Thì đây là Grafana dashboard. Cho những bạn nào chưa biết thì Grafana là một cái tool chuyên dùng để hiển thị visualize data ở nhiều dạng khác nhau, giúp cho quá trình debug và monitoring hệ thống trở nên hiệu quả hơn. Nó không chỉ dùng cho machine learning system đâu, mà nó dùng cho các internet facing system, distributed system, vân vân. Thì đây là một thì ở như ở cái dashboard này thì mình sẽ theo dõi chất lượng của các features này, xem chúng là có bị drip hay không. Nhưng mọi người thấy thì ở đây là không có feature nào bị drip, nhưng trước đó này có feature bị drip, sau đó bị drop xuống này. Tổng số feature là 3. Theo dõi theo thời gian thực luôn. Cho những bạn nào, mình nói kỹ hơn về data drift thì nó là, các bạn hiểu là đặc trưng thống kê của data bị thay đổi giữa bộ data để train và bộ data để serve ở inference. Thì cái model performance sẽ bị giảm và mình cần phải theo dõi để chuyển lại model với data mới kịp thời. Đây là Grafana dashboard giúp mình theo dõi chất lượng dự đoán của model, tức là model performance, xem hiệu quả hoạt động của model trong thời gian thực. Thì trong bài monitoring service thì mình cũng sẽ học cách triển khai hệ thống cảnh báo. Đây, hệ thống cảnh báo khi chất lượng data bị hay là model performance gặp vấn đề. Đây, như các bạn thấy là có cảnh báo này. Data drift detection. Thì monitoring service được sinh ra để đảm bảo nguyên tắc continuous monitoring trong MLOps, trong một hệ thống machine learning. Để tìm hiểu kỹ hơn thì các bạn hãy download khóa học MLOps Crash Course và tự trải nghiệm. Ok, thì đây là reference đến các cái tài liệu mà mình dùng để thiết kế buổi seminar hôm nay. Mình xin được kết thúc phần nội dung chính của buổi seminar và cảm ơn mọi người đã nghe. Bây giờ là phần trò chuyện, hỏi đáp. Người đặt câu hỏi ở đâu ấy nhỉ? Chat à? Anh Tuấn, em có add một cái slide về survey thì chắc tới gần cuối buổi thì anh sợ mọi người cứ QR code, cho mọi người sẽ quét cái QR code nó và cứ sẽ hại họ survey. Em có add một cái slide mà. À, ok, nice.
Tôi mới đọc có một câu hỏi này. Alo. Alo, đây đây mình vẫn đang nghe. Nãy tôi có nói là cái feature store nó có một cái chức nó có một cái chức năng là phân quyền á, để truy cập vào các cái feature khác nhau. Thì mình có thử trên một số cái open source như là Fizz với feature form á, thì không thấy thì họ bảo rằng là cái đó là trong cái lộ trình phát triển thôi. Cho nên không biết là Tùng dùng cái tool nào á, mà có cái cung cấp cái chế độ phân quyền đấy. Tool mà hiện tại công ty mình đang dùng là tự phát triển, tức là team mình team ở công ty là tự phát triển tự phát triển feature store riêng. Một team lớn ở công ty là phát triển một cái feature store riêng, thế xong rồi một vài team nhỏ lại tự phát triển những cái feature store riêng để tối ưu cái cho những cái feature cho team họ. Bởi vì một tổ chức lớn thì sẽ có rất nhiều features mà mỗi team lại muốn tự tối ưu cho bản thân họ. Và một lý do khác là bởi vì công ty chưa chưa thống nhất được, thế là nên nên là nó phải tách ra như thế. Nhưng mà tóm lại là công ty tự phát triển những cái tool để hỗ trợ những cái chức năng mà bạn vừa hỏi. À, ok. À, nhưng mà nhắc lại một chút là chức năng đấy nghe rất là xịn đúng không? Thế nhưng mà mình phải đặt ra là mình có thực sự cần nó không, đúng không? Trong tim mình ạ. À? Tại vì cái một trong những cái mình đặt ra đó là cái mình đặt ra đó là bởi vì hiện tại mình đang mình đang suy nghĩ rằng là nếu như mình dùng Feature Store mà để lưu trữ cho tất cả các dự án luôn á, thì đôi khi có một số cái dự án nó tức là bị quy định có hai dự án đi, thì cái feature store nó khác nhau, thì mình đang tức là mình sẽ phát triển cái feature nhưng nó bỏ tất cả vào một cái sử dụng chung một cái feature store như vậy. Thì như vậy á, thì cái việc mà để giới hạn cái quyền truy cập của dự án bên này với dự án bên kia á, thì cái đó là một cái cần thiết. Thì cái thế hiện giờ là mình đang nghĩ như vậy thôi, tại vì đây là này hiện tại là mình đang explore mà, chứ để xem cái tính khả thi vào cái việc triển khai thực tế như thế nào. Nhưng mà thường thì trong các giải pháp mà cho doanh nghiệp thì cái việc mà data governance là khá là được đặt là ta được chú trọng, nên khi ngay ngay cả khi mà ở cấp độ raw data thì mình không nói rồi, tức là ở data lake cái data warehouse thì không có. Nhưng mà ý là nếu như mà ở ngay cả khi mình introduce cái feature store này thì ít ra thì nó cũng phải có một cái cơ chế hay có một cái feature gì đấy để giúp cho việc quản lý cái việc mà ai có thể truy cập được vào cái feature nào á. À, thì đương nhiên là mình cũng hiểu được là nếu như mà feature mà sau mà không có thì sẽ có một cái solution nó work around là sẽ triển khai ở hai cái host bên dưới khác nhau thôi. Giống như là cái Postgre có thể là nếu như mình ở cái batch offline có thể là thì ở các cái table khác nhau rồi phân quyền truy cập thế vào thôi. Nhưng mà ý là nhưng mình làm như vậy thì nó sẽ hơi 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 kiểu như là hơi ad hoc ấy. Nên đang không biết rằng là cái feature sau nếu như có tích hợp sẵn ấy, thì mình không biết là cách làm nó như thế nào để cho nó gọn thôi, để mình không cần phải gọi là thiết lập ra cái different cái storage bên dưới, hoặc là cũng như là cài đặt một cái redis khác nhau á. Ok, mình hiểu. Thì rõ ràng mà store mà nào như là các feature store có sẵn trên thị trường bây giờ mà nó support thì tốt quá rồi. Còn nếu mà nó không support thì chắc chắn là mình phải tìm ra một cách, thì như bạn có vừa nói là dùng thiết lập database ở dưới này, hoặc là mình có thể hook vào đoạn giữa của việc lúc truy xuất feature ấy. Thì thay vì là bây giờ user phải truy xuất trực tiếp, sẽ được bình thường user gọi trực tiếp API của feature store chẳng hạn, nhưng bây giờ mình kèm một cái service của mình develop ở giữa vào, giống như là hook authentication hook ở giữa để quản lý cái đấy dựa trên cái metadata của mỗi feature. Em mà lúc có một câu hỏi à, chắc để câu hỏi khác để cho mấy bạn khác.
Em cũng không sao đâu, Lộc cứ hỏi đi Lộc ạ. Thì cái câu hỏi khác nữa đó là lúc mà mình cái feature mà mình lúc mà mình tìm hiểu cái fish đó, thì mình phát hiện ra là cái feature mà họ lưu trữ là dưới dạng một cái gọi là một cái view, chứ Ừ. họ tức là họ không có pre-computed, mà họ là họ sẽ computed on the fly ấy. À, thì như vậy nên mình đang thắc mắc ổn nếu như vậy thì với một cái dữ liệu mà batch mà dữ liệu lớn ấy, mà kiểu như cái dữ liệu original, dữ liệu nguồn nó khoảng chừng cỡ vài trăm triệu dòng trở lên ấy, mà mình mà batch một lần như vậy ấy, thì mà họ không có mà cái feature store này theo cái cơ chế là nó chỉ lưu dạng view không thôi ấy, thì mỗi lần gọi lên ấy, là phải tính là đồng bộ ấy. Như thế thì nó sẽ rất là costly ấy. Nên mình đang không biết rằng là lúc nãy lúc bạn nói cái lúc mà Tùng có chia sẻ cái phần mà tính toán mà nó có store cái feature store đấy ấy, thì actually ấy, là cái store này ấy, là nó chỉ store cái view thôi, chứ mình lúc mà đích vào cái dữ liệu bên, tức là mình chưa biết cách, có thể cho mình tại mình chưa biết cách cách mà để setup cái fish này mà để nó so cái nó lưu trữ luôn cái feature đã tính toán. Thì không biết rằng là lúc mà kinh nghiệm của Tùng lúc đang lúc làm với cái feature store thì cái feature những cái computer những cái feature mà phải tính toán không những cái derive feature thì cái đó là bạn lưu trữ luôn cái dữ liệu hay là bạn chỉ lưu trữ cái cách chế biến cách xử cách cách tạo ra cái dữ liệu thôi, và mình sẽ tạo cái dữ liệu lúc mà mình train mô hình hay cũng như là serve online. Mình xin được trả lời như này, đó là Fish thì không hỗ trợ transform component, cho nên là bạn mới thấy là nó tính on the fly như thế. Thì trong ở trong industry mà mọi người khi dùng Fish thì mọi người thường sẽ tích hợp với Airflow là để ingest, clean, transform vân vân. Đó là giải pháp khi mà muốn tích hợp với Fish là như thế. À, ok, hiểu rồi. Đó là như thế. Còn còn mà tính on the fly ấy, thì Fish sẽ hỗ trợ mình ở phần serving này để on demand transform chẳng hạn. Hoặc là mình muốn viết nhanh một cái ấy, hoặc là kiểu mình đã lỡ build ra cả một cái Airflow pipeline to đùng rồi, bây giờ sửa có một tí code thôi lại cũng phải 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 sửa ấy. Thì mình thay vì thế thì mình có thể gõ nhanh, test nhanh, sinh ra feature nhanh bằng cách tính dùng dùng fish luôn. Fish luôn. Ok, mình hiểu rồi. Thank you. Bạn Tiến à? Bạn Tiến, Minh Tiến à? Ngoài Apache Spark và Apache Sling và S3 và GCS để transform và storage, còn có tech gì bao gồm cả transform và storage? Bạn Kiên Trường, có Trường Kiên có trả lời luôn à? Storage thì có nhiều lựa chọn, cloud, file, distributed, ok, có nhiều lựa chọn. Tech gì mà dùng được cả transform và storage nhỉ? Dùng sẵn feature store của AWS này. Có cả storage component và cả transform component luôn. Bạn Tiến đang hỏi cụ thể về feature store đúng không? Hay là hỏi ngoài feature store thì công nghệ gì bao gồm cả transform và storage? Ngoài feature store chưa nghĩ đến điều này bao giờ. Bởi vì khi mà mình cần transform, mình sẽ đi tìm cái gì đó mà giúp mình transform. Storage thì hầu như mình không phải quan tâm bao giờ cả. Vì với cái công nghệ storage bây giờ thì nó rất là tiện và nhanh. Mình và cái interface của nó rất là tiện để integrate với bất kỳ một cái tool nào khác. Mình không hiểu lý do tại sao bạn lại cần một cái công nghệ mà hỗ trợ cả transform và cả storage nhỉ? Bởi vì ngay cả feature store này cũng là AWS build, hoặc là các cái tool này họ build dựa trên bằng cách tích hợp
các cái tool để transform và storage lại với nhau. Bạn có lý do gì của việc yêu cầu một công nghệ mà bao gồm cả transform và storage không? Use case là gì? À, trong feature store à, có đấy, trong bảng này thì mình có để xem là tool nào hỗ trợ cả phần transform và phần storage. Đây đây là phần transform này, thì những cái tool này hỗ trợ những cái khả năng tích hợp với một số các cái tool khác, công nghệ tool để transform và storage thì có hỗ trợ đây. SageMaker của AWS thì đương nhiên là storage của nó là S3 rồi, không đề cập đến ở đây. Vertex AI của Google thì có hỗ trợ lưu trữ ở dạng training data file format. Đây giống như là không phải storage mà là cái format của cái feature hơn. Bài toán là pre-processing 1 terabyte data để train và lưu lại để train tiếp. Tức là bạn lưu lại để train tiếp là lưu lại để sinh ra các feature mới đúng không? Để lưu lại. Train xong ra feature, lưu lại. Kiểu như vậy. Thì mọi người tưởng tượng nhé, giả sử mà mình có các cái feature đầu vào này, xong rồi mình dùng feature store này, mình transform, mình lưu gì đó, xong rồi đến khi mà nhiều khi mọi người thắc mắc là thế bây giờ mình muốn biến đổi ra dạng feature mới thì làm thế nào, thì lại phải viết lại cái pipeline. Không, mình không viết lại pipeline, mình sẽ connect feature đấy với một cái pipeline mới, thành một vòng tròn, viết một cái pipeline mới, sinh ra một feature mới, tức là feature A sẽ được dùng để sinh ra feature B chẳng hạn, chứ không sinh ra lại từ đầu từ cái data source của feature A, tách nó ra thành nhiều phần đó. Chẳng hạn như thế. Đó à, thì mình cũng vừa trả lời câu hỏi của bạn Tiến là lưu để giữ lại cho lần sau, để chuyên tiếp cho lần sau. Thì đó, sau khi bạn train xong, bạn connect cái output đó với một cái bạn coi như là cái output của việc train model của bạn là data source, connect nó với feature store. Thế là nó sẽ thành feature mới đi vào feature store. Không biết điều đó đã trả lời câu hỏi của bạn Tiến chưa nhỉ? Ok. Tức là coi cái output nó là một data source. Ok. Rồi bạn Lộc hỏi, chia sẻ một chút về thông số kỹ thuật về các feature store mà bạn từng triển khai, ví dụ như tốc độ serving cũng như dữ liệu đầu vào, số lượng feature. Ok, mình có thể chia sẻ là mình không có nhiều kinh nghiệm để làm với feature store, mà trong các hệ thống bây giờ mà mình đang làm ở công ty thì mình chủ yếu tập trung vào phần deploy feature thôi, nhưng deploy models thôi. Mình có thể chia sẻ với bạn một số thông số độ lớn của các của dự án mà mình làm. Thì bạn đợi mình một chút nhé, đợi một chút, mình sẽ lấy ra thông số ở đây. Thông số này nó cần được lấy ra một chút. Okay. Thì đâu anh nhỉ? Ví dụ này, có một feature store là trong thực tế
serve khoảng một serve hàng triệu người nhé, triệu người, hàng chục triệu người. Thì cần khoảng 600 cái Redis cluster. Mỗi Redis cluster là một nhóm các features mà thường được truy cập cùng với nhau. Mỗi khi mà model, một model A mà muốn lấy ra các features thì nó phải định nghĩa xem là nó lấy feature nào từ cluster nào. Ok, mình nói từ đầu nhé. Từ các data source là từ các database của công ty này, từ các cái ứng dụng của công ty, đúng không? Công ty có rất nhiều database đó. Đấy là data source. Viết những cái pipeline dùng Spark, Flink để biến đổi data, biến đổi thành feature. Cho vào feature store. Feature store ở đây là 100% là Redis. 100% là Redis. Offline store cũng là Redis luôn. Tức là như mọi người vừa thấy là, như mọi người, nếu mọi người tìm hiểu kỹ về feature store, mọi người sẽ thấy là feature store mà để lưu trữ data cho phần training là sẽ là offline store, là thường dùng database là kiểu gì nhỉ? MySQL đúng không? Relational database. Thế nhưng không. Một phần lớn training data của dự án mình từng làm, mình biết là lưu trữ toàn bộ trên Redis hết. Ok, đang nói dở là cho feature vào trong Redis nhá. Để xong rồi lấy ra feature để training nhá, thì lấy ra từ cả Redis này, lấy ra từ cả phần cái inference service này, lấy ra từ cả data source, lấy ra hết, tổng hết hợp lại. Có một cái service nó tổng hợp lại và nó cho để lấy ra training. Tức là nó phải có một cái service đứng ở giữa đó. Tức là cái feature store nó đóng vai trò ở giữa để nó tổng hợp những cái data source đấy lại để làm trong quá trình lấy ra training data dễ dàng hơn. Thế xong rồi đến lúc serving thì mình có một các cái service chuyên để serve nhá, inference nhá. Thì sẽ lấy sử dụng API của feature store để lấy ra features. Xong đó là các cái inference service này sẽ phải ghi log lại xem là request đầu vào là gì, request đầu response là gì để làm training data. Bởi vì rõ ràng là cái request đến chính là data mới nhất mà, đúng không? Phải ghi lại. Thì mức độ lớn là như thế, là 600 cluster mà chứa rất rất là nhiều features, cực kỳ nhiều features. Mỗi cluster thì chứa khoảng mấy trăm features tầm đấy. Nhầm, mỗi bản ở trong cluster, con trong một cluster thì có rất nhiều bản. Bảng trong Redis thì có vẻ nó hơi khó hiểu một tí, nhưng mà đấy là một concept ở trong cái feature store mà mình. Tốc độ serving thường là bao nhiêu millisecond này? Và phải shard nó ra, phải sharding á, sharding theo country này chẳng hạn. Và thường thì mỗi cluster là một country. Nhưng không phải 600 country đâu nhé. Dữ liệu đầu vào mình vừa giải thích rồi, số lượng feature mình vừa giải thích rồi. Ok, rồi, câu hỏi tiếp theo nhé. Sorry, Lộc, như vậy đã trả lời câu hỏi chưa nhỉ? Ok, rồi, ok. Tại vì mình làm lâu rồi á, nên là mình cũng phải nhớ lại một chút, nên trả lời nó hơi ngắc ngứ một tí. Sorry anh em. Nhưng mà ngày này qua đây mới thấy data processing thì nhiều tool và công nghệ mới. Có lời khuyên nào? Có luôn. Có lời khuyên là
khi mà mình học về một cái công nghệ mới thì mình đừng đi từ tool trước, mình đi từ overview trước. Nghe rất là hiển nhiên đúng không? Thì một ví dụ về việc overview đó là các bạn thử đọc và tìm hiểu các cái architecture của cái công nghệ đấy từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn đọc mỗi nguồn một ít, mỗi nguồn một ít. Thế xong rồi khi bạn tưởng tượng nhé, nó là một bức tranh như thế này. Xong mỗi một cái tool, mỗi một cái tài liệu mà bạn đọc là một cái chấm ở trên một cái hình tròn trên bức tranh đấy. Thế bạn đọc, bạn chỉ hiểu được một phần của cái hình tròn đấy thôi. Nhưng khi mà bạn đã tổng hợp lại các phần của hình tròn đấy sẽ ra được một cái gì đấy của cái bức tranh đấy. Sau một thời gian là bạn sẽ tự nhiên ngấm được. Tức là ý mình là đi từ việc đọc, đọc concept, chịu khó đọc concept, hiểu architecture trước. Tức là nó là ở phương pháp học hơn là đi từ tool trước. Bạn gì mà đặt tên là admin? À, có một cái nữa cho Lộc và nhiều bạn khác quan tâm, đó là về cái cách tổ chức một cái tổ chức, cách tổ chức một cái team ở trong cái tổ chức của mình trong công ty để kích thích quá trình phát triển data, tức là dùng data để phát triển, để improve the model hay là improve bất kỳ một cái gì, một cái business gì ở trong công ty. Đó là dùng một cái hình thức tổ chức mới, không phải mới lắm đâu, nhưng mà mới với rất nhiều người, gọi là data mesh. Các bạn có thể tìm đọc quyển sách về data mesh để biết là nó khác cái cách thức tổ chức sử dụng tổ chức data trong công ty như thế nào. Thì mình có thể coi feature store là một cái feature mesh, kiểu như thế, feature as a product. Data mesh là nó coi data là một product. Kiểu như vậy, các bạn có thể tìm đọc cái concept này. Rất nhiều tổ chức lớn trên thế giới đã ứng dụng cái cách thức tổ chức công ty ạ vào cho chính công ty mình rồi. Mọi người tìm đọc thêm cái này rất là hay luôn. Và hy vọng là trong tương lai những người đây sẽ là những người, một trong những người tiên phong ở Việt Nam để implement cái data mesh này vào trong tổ chức của mình. Mình còn 6 phút nữa nha. 6 phút nữa thôi nha. Trong lúc đấy mọi người tranh thủ scan cái QR code này đi. Cho mình xin một ít ý kiến. Rất là hy vọng nhận được ý kiến của mọi người. Thì cái survey này sẽ là hơi dynamic tí rồi nhé. Hiện tại là hiện câu hỏi thứ nhất thì chắc là mình sẽ đợi một thời gian xong rồi mình sẽ next sang câu hỏi thứ hai, thì trên cái màn hình điện thoại hay màn hình laptop mọi người nó sẽ switch sang câu hỏi thứ hai. Thì chắc là tầm khoảng một phút nữa thì mình sẽ switch sang câu hỏi thứ hai, thì mọi người cứ trả lại câu hỏi này. Mình chỉ có hai câu hỏi thôi. Cảm ơn. Vậy này anh submit rồi này. Dạ. Do cái này mới làm nên em chưa kịp share với anh cái trang kết quả, thì nó sẽ hiện kết quả real time trên màn hình đấy. Thì chắc là buổi sau mình sẽ add luôn cái trang slide kết quả này vào đây, thì visualize là mọi người sẽ dễ thấy được là hiện tại như thế nào. Thì đây sơ bộ thì em thấy là mostly là mọi người đa phần là chưa dùng nhưng mà đã từng nghe, còn lại là chỉ có một số ít là đã dùng, tầm có 3 bạn đã dùng cái feature store nói chung. Ok, chắc là mình next câu hỏi thứ hai. Rồi chắc là khi mọi người scan lại nó sẽ hiện câu hỏi thứ hai. Ừ.
Rồi hay nhỉ. Câu này quá hay luôn. Sợ. Em mới tạo nó có free kiểu bán free là chỉ được hai câu hỏi thôi, nên mình còn lệnh một câu hỏi, hai câu hỏi nữa là về background mọi người đang ở trong cái dân mình như thế nào ấy, là software engineer hay là ngành khác. Tức là cái về cái về chủ đề tiếp theo trong buổi sinh là thứ ba mà mọi người sẽ hứng thú là sẽ nói về chủ đề gì đó. Hiện tại thì chắc là cái pool này chỉ tạo hai câu hỏi thôi, có thể trao đổi mọi người cái đó Ok. cũng được. Các bạn có thắc mắc xem là công ty như là kiểu Shopee thì vào những ngày sale ấy thì nó có bao nhiêu cái request trên một giây không? 925 triệu request trên một giây. Gần 1 tỷ request trên một giây. Lượng log data, nhưng mà thông số này là từ năm 2019 rồi, bây giờ nó phải gấp rưỡi rồi. Còn ví dụ như là lượng log data là khoảng mấy trăm terabyte, khoảng 300 400, 300 terabyte, 250. Ờ, đúng rồi đấy. Ok, thế rồi, chắc là mình đến đây nhỉ, còn gì nữa không nhỉ Nguyễn nhỉ? Chắc là không, là anh có muốn sau thì mọi người biết kết quả của cái survey vừa rồi Có, không? làm nào? Anh cứ bấm vào cái link này, em hướng một cái link vào trong kia thì em ta sẽ export rồi nhận ảnh, anh sẽ click vào đi được không? Clip nhiều quá. Nó bị... em gửi à đây 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 em gửi vào trong à đây ok gì đây 4,5 Có thôi hay á. Đùa thế. Thực ra là buổi hôm nay là mình cũng muốn rất là muốn chia sẻ cái cực kỳ thực tế, thế nhưng mà phải, mọi người thông cảm là không phải ai cũng làm feature store nên mình phải nói từ đầu một chút để cho các bạn mới. Các bạn ấy chưa làm feature store bao giờ và không hiểu feature store để làm gì chẳng hạn, hay là nghe cái từ feature store nó rất là hot, thế là cứ thế mà áp dụng ấy, mình phải giải thích từ đầu một chút. Ok, thôi được rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi seminar hôm nay. Hy vọng là buổi sau sẽ vẫn gặp được những gương mặt này và những gương mặt mới hơn nữa. À, buổi sau là tiết lộ là sẽ Quân à sẽ nói về serving phần cực kỳ quan trọng ở trong hệ thống machine learning cuối cuối. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người. Cảm ơn.